Thưa bà con, máy băm chuối mịn Takio TK1500 có động cơ là 2,2 kW, tốc độ vòng quay của nó là 2.900 vòng trên 1 phút. Và bây giờ tôi sẽ test thực tế xem máy có thể băm cây chuối, băm cỏ voi hay là rau bèo nó hoạt động như thế nào. Mời bà con cùng theo dõi. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.